Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều tối ngày hôm nay. Hôm nay là thứ ba ngày 9 tháng 1 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều tối ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại trong xuống tăng, giao dịch mức 2036,8 đô la Mỹ trên một ounce. Chỉ số đồng đô la Mỹ hiện tại trong xuống tăng nhẹ, đứng ở mức 102,24 điểm. Đối thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin tăng mạnh với tỷ lệ tăng là 6,7%, giao dịch mức 46.839 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng trong xuống tăng, giao dịch mức 4,028% trên một năm. Còn trên thị trường năng lượng, giá dầu thô trong xuống tăng, giao dịch mức 71,23 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Trước khi tăng trở lại trong phiên này, giá vàng trên thị trường thế giới đã giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tuần vào đêm qua theo giờ Việt Nam do chịu áp lực bởi lợi suất kho bạc tăng khi kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đang mờ dần và các nhà đầu tư đang chờ dữ liệu lạm phát của Mỹ trong tuần này để rõ hơn về lộ trình lãi suất trong tương lai. Về mặt xu hướng của giá vàng, dự báo về xu hướng giá vàng thì theo khảo sát hàng tuần mới nhất của hãng tin Kitco News cho thấy có 50% các nhà đầu tư bán lẻ tham gia các cuộc thăm dò trực tuyến trên Bitget kỳ vọng vàng sẽ tăng giá trong tuần này và số còn lại dự báo giá vàng sẽ đi chiều ngược lại. Còn các nhà đầu tư bán lẻ kỳ vọng giá vàng sẽ giao dịch quanh mức 2049 đô la Mỹ trên một ounce trong tuần này. Trong khi đó, phần lớn các nhà phân tích tại Phú Quân có quan điểm lạc quan về kim loại quý trong ngắn hạn. Với 66% chuyên gia tham gia khảo sát dự đoán giá vàng sẽ tăng, đồng giám đốc phòng ngừa rủi ro thương mại Sinlert của Wachasin lạc quan về vàng khi mà cho rằng kim loại quý này vẫn được hỗ trợ bởi lo ngại xung quanh xung đột ở Trung Đông và yếu tố mùa vụ. Theo ông Lert dự báo, trong giai đoạn tăng trưởng theo mùa, từ nay đến lễ tình nhân giá vàng sẽ đạt mức 2.175 đô la Mỹ trên một ounce. Còn theo công ty nghiên cứu BC Research cho rằng, nhiều yếu tố hỗ trợ đà tăng của vàng, lạm phát sẽ không về mức mục tiêu 2% của Fed và điều này sẽ khiến vàng trở thành một kênh phòng trừ rủi ro lạm phát hấp dẫn trong dài hạn. BC Research dự đoán giá vàng sẽ tăng lên 2.200 đô la Mỹ trên một ounce. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Giá vàng 10 SJC trong nước gần đây đang chịu áp lực giảm mạnh sau khi mà ngân hàng nhà nước lên tiếng khẳng định sẽ sửa nghị định 24 về độc quyền vàng SJC trong tháng 1 này, sẵn sàng tăng cung vàng 10 SJC và đánh giá lại vai trò của vàng 10 SJC. Trong khi thị trường vàng đang chờ đợi động thái của ngân hàng nhà nước về việc tăng cung vàng 10 SJC thì các doanh nghiệp trong nước tiếp tục điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay. Như quý vị và các bạn cũng đã biết, trong phiên ngày 28 tháng 12 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu không để vàng hóa nền kinh tế, đánh giá lại thị trường vàng thương hiệu SJC. Sang đến cuộc họp đầu năm mới hôm 3 tháng 1, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho rằng giá vàng miếng SJC đang cao hơn vàng thế giới đến 20 triệu đồng là không chấp nhận được và ông Tú khẳng định việc sửa nghị định 24 ban hành năm 2012 là thực sự cần thiết. Sang đến ngày 4 tháng 1, Ngân hàng Nhà nước ra quyết định 02 sửa đổi, bổ sung một quyết định hồi năm 2012 về việc tổ chức quản lý sản xuất vàng miếng, trong đó có việc bổ sung một số thành phần tham gia tổ giám sát gia công vàng miếng, bổ sung trách nhiệm của một số đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước trong công tác tổ chức và quản lý sản xuất vàng miếng. Nhiều chuyên gia cho rằng nếu Ngân hàng Nhà nước đấu thầu vàng năm 2024, lập tức giá vàng miếng sẽ giảm về ngưỡng 65 triệu đồng trên lượng. Tuy nhiên, trong phiên này thì mặt hàng vàng miếng SJC vẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng. Như quý vị và các bạn đang quan sát trên màn hình, đến thời điểm chiều tối nay, mặt hàng vàng miếng SJC của công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn vẫn duy trì xuống tăng 500.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều và hiện tại đang niêm yết trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng. Mua vào ở mức 71,50 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 74,52 triệu đồng trên lượng. Với giá vàng miếng SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, mua vào mức 71,50 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 74,50 triệu đồng trên lượng. Tuy nhiên thì chênh lệch giữa hai chiều mua vào và bán ra vẫn đang đứng ở mức rất cao ở khoảng 3 triệu đồng trên một lượng. Với công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận đến phiên chiều tối nay thì cũng quay đầu tăng, tăng 500.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Hiện tại đang niêm yết trên hai thị trường Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có cùng một mức giá, mua vào mức 72 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 74,70 triệu đồng trên lượng. Với mặt hàng vàng nhẫn bộ số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, mua vào mức 61,90 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 62,95 triệu đồng trên lượng. Không có điều chỉnh về giá và mức giá này, áp dụng cho giá nhẫn bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ. Với giá nhẫn bộ số 9 loại từ 0,3 đến nửa chỉ của công ty này, mua vào mức 61,90 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 63,05 triệu đồng trên lượng. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ Canada thương mại đến thời điểm chiều tối nay quay đầu tăng nhẹ,
tăng 10 đồng trên 1 đô la Mỹ trong cả hai chiều, mua vào mức 24.155 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 24.525 đồng trên 1 đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 24.730 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 24.830 đồng trên 1 đô la Mỹ. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước thời điểm này, sau đây là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch chiều tối nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 7.150.000, bán ra 7.450.000, tăng 500.000 đồng trên lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 50.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Trên rạch giữa chiều vào chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 3 triệu đồng trên lượng và đơn vị đo bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 7.150.000, bán ra 7.452.000, tăng 50.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 7.200.000, bán ra 7.470.000, tăng 50.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 7.145.000, bán ra 7.445.000, tăng 45.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Phú Quý SJC mua vào 7.160.000, bán ra 7.440.000, tăng 45.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.165.000, bán ra 7.440.000, tăng 45.000 ở chiều mua, tăng 50.000 ở chiều bán ra. Mi Hồng SJC mua vào 7.250.000, bán ra 7.400.000, tăng 120.000 ở chiều mua, tăng 70.000 ở chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 7.100.000, bán ra 7.400.000. Ngân hàng T Bank Gold mua vào 7.145.000, bán ra 7.445.000, tăng 45.000 ở chiều vào và chiều bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 7.150.000, bán ra 7.452.000, tăng 50.000 ở chiều vào và chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Hiện tại vẫn duy trì xuống tăng mạnh, tăng 500.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 50.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra vẫn đang dao động ở mức rất cao, trong khoảng từ 3 triệu đến 3.060.000 đồng trên một lượng. Thời điểm này đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 7.150.000, bán ra 7.452.000. SJC Huế mua vào 7.147.000, bán ra 7.452.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 7.150.000, bán ra 7.450.000. SJC Bạc Liêu mua vào 7.150.000, bán ra 7.452.000. SJC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7.148.000, bán ra 7.452.000. Cuối cùng là giá nhận một số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Hiện tại không có điều chỉnh về giá và đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ, mua vào 6.190.000, bán ra 6.295.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ, mua vào 6.190.000, bán ra 6.305.000. Vàng bốn số 9 mua vào 6.180.000, bán ra 6.265.000. Vàng 24K mua vào 6.073.000, bán ra 6.203.000. Vàng 18K mua vào 4.514,2 nghìn, bán ra 4.714,2 nghìn. Vàng 14K mua vào 3.467,9 nghìn, bán ra 3.667,9 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.427,8 nghìn, bán ra 2.627,8 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn ở quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi bản tin mới kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.